gia đình hoàng thân Sophanovong lập bàn thờ Bác Hồ ở nhà riêng. Khi nghe tin Bác mất, cả gia đình hoàng thân Sophanovong rất buồn và đã lập bàn thờ Bác trong một hang đá tại chiến khu Sầm Nưa. Sau này, khi về thủ đô Viêng Chăn, cả gia đình đã lập bàn thờ tại nhà từ năm 1976 đến 1995. Ngôi nhà sau đó được chuyển thành nhà lưu niệm Chủ tịch Sophanovong, trở thành một địa chỉ giáo dục cách mạng, địa chỉ đỏ cho người dân, đặc biệt là các thế hệ thanh niên trẻ của Lào. Tại đây lưu giữ nhiều hiện vật của hoàng thân Sophanovong, trong đó có trưng bày rất nhiều những tấm ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với hoàng thân Sophanovong, cũng như bàn thờ Bác Hồ. Hình ảnh Bác Hồ trong lòng người dân Lào cũng như gia đình hoàng thân Sophanovong đến nay, dù bao năm trôi qua vẫn không hề phai nhạt.